Thưa sư, con muốn học thiền tâm từ theo hướng dẫn của sư. Sư dạy đối tượng thứ hai đi vẽ tâm từ là người đáng kính một vị thầy, nhưng thầy con là người khác giới, vậy con chọn một chị đồng tu mà con kính trọng có phù hợp hay không? Khi vẽ tâm từ đến người này con thực hành như thế nào? Được, được thưa cô. Được, có nghĩa là cô có thể là cô rải tâm từ đến cho chị đồng tu mà cô kính trọng, được ha, được. Và cái cách thực hành nó cũng y chang như cái y chang như là cái cách mà rải tâm từ cho cái vị thầy đáng kính đó. Thứ hai là cùng lúc học thiền tâm từ và thiền Kasina trắng được hay không? Thì sư xin thưa là quý vị á, có thể dùng cái thiền tâm từ làm đề mục phụ và Kasina làm đề mục chính, có nghĩa là quý vị mới bắt khi trước khi mà thiền Kasina đó, quý vị rải tâm từ trước, rải tâm từ trong chừng nửa tiếng, một tiếng gì đó, và sau đó quý vị thiền Kasina, có nghĩa là lấy đề mục tâm từ làm đề mục phụ trợ cho đề mục Kasina, được ha. Và cái lợi của đề mục tâm từ á, đó là gì? Đó là nó sẽ khiến cho các cái đề mục thiền định khác sẽ dễ đạt định hơn ha. Có nghĩa là cho dù quý vị thiền Kasina hay là quý vị thiền bất kỳ đề mục gì đi chăng nữa mà quý vị có cái tâm từ á, thì quý vị sẽ đạt dễ được định hơn ha. Rồi,